Chào anh em nhé, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nâng cấp cái loa thông minh tiếng Việt của mình với cái Bose Orion P Zero 512 MHz. Thì cải tiến mới của mình đó là thêm cái màn hình TFT 32 inch vào, vì cái Bose này nó không có xuất ra màn hình HDMI nên mình dùng cái màn hình nhỏ nhỏ này để làm một cái đồng hồ, nên có thể gọi đây là một cái đồng hồ thông minh luôn cũng được. Thì chúng ta sẽ cùng mở lên để xem nó hoạt động như nào nhé. Vẫn là cắm vào cái bo mở rộng để có sẵn luôn cái micro ở đây và cái đường âm thanh ra loa. Đây là cái giao diện chính khi nó mới khởi động lên, bao gồm đồng hồ và một cái thời tiết ở đây. Mà thời tiết mạng hơi chậm thì nó sẽ lên chậm hơn một chút. Thì cái chức năng về cái Google Assistant ấy, nó sẽ vẫn có nhá. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà khi mình ra lệnh ấy, thì nó sẽ hơi có chậm một chút, bởi vì là nó sẽ thiết lập các kết nối đến máy chủ của Google thì nó sẽ hơi lên chậm một chút này. Jarvis, mấy giờ rồi? Nó không có lên được luôn này. Nhưng mà mình từ lần thứ hai trở đi ấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Javid, kể một câu chuyện cười. Được bạn nghe nhé, vì sao khi bắn súng người ta phải nhắm một mắt lại? Vì nhắm cả hai mắt thì còn nhìn thấy gì nữa? Thì cái chức năng chủ yếu khi mình xây dựng cái này đương nhiên là sẽ để điều khiển cái nhà thông minh rồi, nên để mình thử ra lệnh cho các bạn xem điều khiển cái đèn ở chỗ nhà mình nhá. Jarvis, bật đèn phòng bếp lên. Chắc chắn rồi, đang bật đèn bếp lên. Rồi bây giờ thì sẽ là tắt đi này. Jarvis, tắt đèn phòng bếp đi. Chắc chắn rồi, đang tắt đèn bếp đi. Anh em thấy đồng hồ mới của mình như nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng lại video ở đây. Anh em nhớ chú ý đón xem cái phần tiếp theo của mình khi mà mình hoàn thiện cái đồng hồ rồi ấy. Lúc đó mình sẽ chia sẻ đầy đủ cách làm. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại.